Chào sư tử, ai ở phía sau bạn thế? Sư tử. Thì ra là voi, ai ở phía sau voi kia? Voi. biết rồi là hươu cao cổ thế ai ở phía sau hươu cao cổ vậy hươu cao cổ chính là tê giác còn phía sau tê giác là ai nào cây tê giác là chuột túi đấy mà không biết ai ở phía sau chuột túi đây cây chuột túi chắc chắn là nai rồi đoán xem phía sau nai là ai nhỉ cây Nai Hóa ra là bạn sóc Ồ, oh, còn ai ở phía sau bạn sóc đấy? Cây Cây Sóc À, là cá sấu đấy mà các bạn động vật hoang dã đang di chuyển bé ạ à. cây cá sấu